Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game là Hòn Cỏ U Linh của nhà phát hành là Wii Game nhé bạn. Ok, giờ chúng ta cùng mình bắt đầu vào cái tựa game này. Đây là một cái tựa game với giao diện màn hình ngang. Thì ngay từ đầu thì các bạn có thể thấy được là cái phần đồ họa của tựa game này nhé bạn, là đồ họa thủy mặc theo kiểu Trung Hoa bạn. Thì đây là một cái tựa game chiến thuật hệ tướng. Ở đây thì các bạn sẽ được gặp lại những cái nhân vật quen thuộc nha bạn, như Hằng Nga nha bạn, hay là Hậu Nghệ nha bạn, Na Tra, Tôn Ngộ Không, Nhân Dân, Lời Đất Kỷ nha bạn. Thì mới đầu thì nó sẽ có một cái đoạn hướng dẫn này, mình sẽ bỏ qua nha bạn. Đó thì các bạn tiến hành đặt tên và tiến hành ký hiệp ước để vào game thôi các bạn. Ở đây thì sẽ bao gồm là 6 tướng. Các bạn sẽ được cho mình là tối đa là 6 tướng nha chọn nha bạn. Thì nó sẽ sắp xếp theo hai hàng như thế này thôi bạn. Hàng trước và hàng sau. Và tướng thì các bạn hãy để ý là tướng này nó sẽ có hại nha bạn, và có phẩm khác nhau nữa, nên là mỗi tướng thì nó sẽ có một cái hại khác nhau và nó sẽ tương sinh tương khắc với nhau. Và sau khi vượt hải thì các bạn sẽ nhận về cho mình những cái vật phẩm để có thể là mạnh phá nhân vật. Và ngoài ra thì không thể nào thiếu được tính năng FK. Thì cái tính năng này nó bạn, khi mà bạn offline, ở bạn online trở lại thì vẫn sẽ nhận được cho mình những cái nguyên liệu để có thể là mạnh hóa nhân vật nha bạn. Đấy bạn thì sẽ có tổng cộng là 6 hệ như này. Và để mạnh hóa nhân vật thì các bạn có thể tăng cấp nha bạn, trang bị, lên ấn, rừng ký, linh khu, nhân dân. Các bạn có thể thay đổi hình tượng nó bạn. Và sau khi bạn lên cấp mà hết cả giới hạn thì bạn hãy đột phá. Đột phá thì bạn sẽ mở thêm giới hạn cấp mới và có thể là mở thêm kỹ năng mới nha bạn. Ngoài ra thì bạn có thể trang bị cho nhân vật mình. Thì tướng này thì nó cũng chia ra phẩm xanh đỏ tím vàng các bạn. Để ma khí ăn mòn. Thì trong chiến đấu thì trong đây thì nó sẽ tự động hoàn toàn nha bạn. Các bạn không cần phải làm gì hết, nên là cái việc mà các bạn sắp xếp đội hình cũng như là mạnh hóa những con tướng của mình là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Xinh đẹp như tại hạ mạnh bông tí mệnh đại nhân mạnh yêu hồn sẽ được thôi. Thì để có được tướng thì các bạn có thể vượt ải để có được cho mình những con tướng, hoặc là sưu tầm mảnh ở trong các cửa hàng sự kiện, hoặc là bạn đi chiêu mộ. Và nhìn mỗi tướng thì nó sẽ có một cái trang phục khác nhau, được xem là đồ họa khá là đẹp và chỉnh chu nhé bạn. Và những cái cảnh xung quanh thì từng ải nó sẽ có từng chu hay từng ải nó sẽ có cho mình là những cái bối cảnh khác nhau để có thể là không lặp lại để tránh nhầm chán nhé bạn. Ở đây thì nó sẽ có những cái hệ tương sinh tương khắc như này, ví dụ như tứ hải sẽ khắc mà bác họ hoàng, bác hoàng khắc cửu châu khắc vương cảnh bác khắc tứ hải, còn lăng tiêu và binh hai cái này khác nhau các bạn. Khi có cùng phe ra trận á thì nó sẽ có thêm những hiệu ứng, hoặc chế thì nó sẽ có thêm những cái chỉ số bớt nha bạn. Còn về phần âm thanh của tựa game này thì cũng được đầu tư khá là kỹ lưỡng, khi bạn phải nghe được cho mình những cái giọng lồng tiếng khá là chỉnh chu. Thì nói nữa là những cái âm thanh chiến đấu được đầu tư khá là bài bản, và những cái bản nhạc nền cực chiến phù hợp với đề tài phong cách thế mạnh nhé bạn.
Thường thường thì một chu thì khoảng chừng mấy mấy mười mấy ải á bạn. Ấn vào đây để đến Hiên Viên Sơn. Đây là thẻ linh yêu. Cầu linh. Thì các bạn cũng phải chiêu mộ để sưu tập tướng nha bạn. Để chiêu mộ cũng có nhiều loại chiêu Cầu mộ, linh chiêu yêu mộ yêu thích. thường hay là chiêu mộ Đã đến Vân Mộng cấp Trấn. cấp, chiêu mộ tình bạn nhân dân. Đã mở tính năng tăng tốc chiến đấu. Ngoài ra có nhiệm vụ nữa nha bạn, như nhiệm vụ chính, nhiệm vụ ngày, chuyện trừ từng nữa bạn, bảo vệ cúng con, có thêm game bảo vệ cúng con nữa nha bạn. Thấy cái này game này khá hot nữa bạn, mấy tựa game, mặc dù tựa game chiến thuật tướng nhưng mà nó lại kèm theo chiến thuật này nữa, nên là chơi trong lúc rảnh rỗi thì bạn chơi mấy trò này cũng khá vui đó bạn. Thật ra thì không thể nào thiếu được cho mình là những cái tính năng tân thủ nha bạn. Như ví dụ như là đăng nhập 7 ngày, đăng nhập hàng ngày nữa bạn, những cái sự kiện dành cho tân thủ. Hay là hưởng online nhân dân. Ok, thì đó là review sơ lược chút xíu tụm này. Thì để hiểu rõ hơn tụi này các bạn có thể tải tụi game này về và tụi mình khám phá. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game khỏe. Đừng quên like video này và hay. Và chia sẻ cho mình cùng biết nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.